Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay do ảnh hưởng của một rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, nối với một vùng xoáy thấp trên độ cao 5.000m có hướng di chuyển từ Đông sang Tây. Các yếu tố này cùng lúc hội tụ khiến cho mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ lan dần ra toàn khu vực, cùng với cảnh báo mưa vừa, mưa to nhiều nơi. Quý vị có thể thấy rõ sự dịch chuyển của các vùng mưa lớn theo bản đồ dự báo mưa. Đây là bản đồ dự báo mưa. Trong tối nay, thì vùng mưa lớn sẽ chủ yếu tập trung là ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh ven biển. Sau đó, thì từ ngày mai, mưa sẽ dịch chuyển dần sang khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiều điểm có mưa to đến rất to. Cảnh báo là trên toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa với lượng phổ biến từ 30 cho tới 50mm, có nơi trên 70mm và đi kèm với nguy cơ về dông lốc, sét, gió giật mạnh. Ngoài ra thì do mưa lớn dồn dập tiếp tục cảnh báo cao về nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp và sạt lở đất đá vùng đồi núi. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong chiều và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và cả Nam Bộ cũng có mưa rào và dông. Cục bộ mưa to với lượng mưa trên 70mm và cũng cần phải đề phòng với nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh trong mưa. Trở lại với những thông tin thời tiết các thành phố lớn trong trưa chiều nay, thủ đô Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, âm u và mưa dông có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong ngày. Oi nóng đã chấm dứt hoàn toàn khi mà nhiệt độ ngày đêm trên thành phố duy trì ở ngưỡng mát mẻ khoảng từ 26 đến 31 độ. Tương tự, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay trời cũng nhiều mây, âm u và mưa dông xuất hiện rải rác trong ngày. Do mưa nhiều nên nhiệt độ ngày đêm trên thành phố chỉ từ 26 cho tới 30 độ, thời tiết chưa thuận lợi cho du lịch biển trong những ngày cuối tuần. Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối nay cũng sẽ có mưa dông, mưa đến sớm từ sau khoảng 15 giờ và duy trì cho tới tối. Cục bộ sẽ có điểm mưa với lượng lớn gây nguy cơ ngập úng các tuyến đường trũng thấp. Ngoài mưa lớn thì quý vị cũng cần lưu ý với gió giật mạnh trong mưa và nhiệt độ hôm nay trên thành phố cũng mát mẻ, chỉ từ 25 cho tới 34 độ.